Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store. Các bạn thân mến, Samsung Galaxy A14, một sản phẩm nữa vừa mới được ra mắt của nhà Samsung. Mặc dù sản phẩm này không có những tính năng đỉnh cao do A14 chỉ là một chiếc điện thoại tầm trung mà thôi. Tuy nhiên thì so với giá bán, chúng ta lại có rất nhiều điều đáng nói trên chiếc điện thoại này. Về thiết kế thì Samsung Galaxy A14 5G có nét nhận diện đậm chất Samsung và không có quá nhiều thay đổi, mà nói thẳng ra là không khác gì phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên thì ở phân khúc giá 5 triệu thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở vấn đề này. Xét ở mặt tích cực thì vốn dĩ thiết kế này đã quá đẹp ở trong phân khúc giá rồi nên cũng không cần phải thay đổi quá nhiều. Các cạnh đều được bo tròn đem lại sự mềm mại, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái trên tay. Màn hình của Samsung Galaxy A14 thì được trang bị là Full HD+, tần số quét 90Hz cho hình ảnh chân thực, sắc nét và mượt mà. Với không gian khá rộng rãi này sẽ đem đến cho người dùng một mức độ trải nghiệm mãn nhãn nhất. Bạn có thể chơi game, xem phim hay lướt web với thao tác dễ dàng. Mặc dù sở hữu độ phân giải 720x1600 pixel, thế nhưng chúng vẫn được đánh giá là không cao lắm. Đây cũng là điểm hạn chế mà nhà Samsung cần khắc phục. Tuy nhiên, với phân khúc sản phẩm bình dân như thế này thì đây cũng là điểm đáng được công nhận. Thiết bị vẫn mang lại cho chúng ta khả năng hiển thị hình ảnh tốt nhất. Samsung trang bị cho Galaxy A14 con chip MediaTek Dimensity 700, cùng với đó là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Ngoài ra thì người dùng vẫn có thể mở rộng thêm dung lượng lưu trữ qua thẻ nhớ microSD. Nói sâu hơn về con chip của Galaxy A14 thì đây là chipset được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, gồm hai lõi lớn ARM Cortex A76 trong CPU 8 nhân. Chúng có hỗ trợ kết nối 5G và nâng cấp camera tiên tiến, trợ lý giọng nói vân vân, cùng màn hình Full HD+, có độ phân giải cao giúp người dùng chiến game với đồ họa tối ưu nhất. Đặc biệt, như mình đã nhắc ở trên, thì người dùng cũng sẽ nhận được kết nối 5G ở giải súp 6GHz. Bên cạnh đó, Galaxy A14 5G cung cấp viên pin 5000 mAh khá lớn và hỗ trợ sạc có dây lên đến 15W. Ngày nay, để đánh giá một chiếc điện thoại thông minh thì camera là phần không thể thiếu. Và mình tin chắc rằng qua những trải nghiệm thực tế vốn có của mình thì các bạn sẽ không thất vọng về chiếc camera của Galaxy A14 đâu. Samsung Galaxy A14 đã được nhà Samsung ưu ái rất nhiều khi sở hữu camera với tổng độ phân giải lên đến 108MP. Bạn sẽ phải bất ngờ khi chỉ với 5 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu được một thông số camera mà chiếc điện thoại cao cấp nào cũng phải mơ ước. Không những vậy, mà điện thoại còn được trang bị lên mình camera trước 13MP, cao hơn Galaxy A13 là 5MP. Mặt sau gồm camera chính có thông số 50MP, cùng với camera deep 2MP và camera macro 2MP. Với phân khúc điện thoại bình dân, giá ổn như thế này thì camera của chúng được đánh giá là khá ổn định. Bạn vẫn có thể chụp hình với nhiều hiệu ứng khác nhau, quay nhiều video xuất sắc với chất lượng vượt trội hơn cả mong đợi. Trong những năm gần đây thì Samsung khá là đầu tư cho những thiết bị tầm trung của mình. Và Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G thì cũng không ngoại lệ. Máy sẽ được đi kèm với Android 13 và hai phiên bản cập nhật lớn, bên cạnh đó là 4 năm cập nhật bảo mật. Thời lượng pin và sạc cũng là một thành phần luôn được nhắc tới. Điện thoại Samsung sở hữu mức pin có dung lượng là 5000 mAh, đem đến khả năng sử dụng kéo dài lên đến 2,5 ngày. Nếu bạn đang lo lắng không biết mua điện thoại nào có mức pin trâu thì có thể cân nhắc em này nhé. Nếu như bạn đang băn khoăn không biết chiếc máy nào pin trâu thì nên cân nhắc chiếc Samsung Galaxy A14 này nhé. Đồng thời sản phẩm này có hỗ trợ sạc nhanh, vậy nên bạn có thể chiến game thoải mái rồi sạc lại và sử dụng được ngay. Nhìn chung, làm việc hay học tập, chơi game, chúng đều hỗ trợ bạn tốt nhất có thể. Và cuối cùng là cái điểm mà mình thích nhất ở trên chiếc Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G này, đó chính là về giá. Chỉ với hơn 5 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy A14 này tại cửa hàng Viettel Store. Nếu như bạn còn băn khoăn hay thắc mắc gì về sản phẩm này thì có thể gọi điện trực tiếp đến hotline của tổng đài, đó là 1800 8123, để được tư vấn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video đánh giá tiếp theo của Viettel Store.